Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị tước Ủy viên Bộ Chính trị vì sao Chí Phèo, Trương Hòa Bình quyết bám ghế, ai đã hậu thuẫn. Có thể nói bất ngờ nhất là Trương Hòa Bình, người đã bị đánh bật ra khỏi Ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại vẫn trụ ở chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực. Một trường hợp có thể nói là bất ngờ nhất từ trước đến nay. Nó phá vỡ nguyên tắc lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng thường trực là một chức vụ do Ủy viên Bộ Chính trị nắm. Nhân vật thứ hai trong chính phủ sau Phó Thủ tướng là người sẽ thay mặt Thủ tướng điều hành chính phủ khi Thủ tướng đi vắng hoặc lâm bệnh. Được biết, chính phủ là nơi triển khai chủ trương của Bộ Chính trị. Vì vậy, khi họp Bộ Chính trị nhận chủ trương thì cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực đều phải cùng họp. Đó là một nguyên tắc từ xưa đến nay. Tuy nhiên, khi mà ông Trương Hòa Bình rớt Ủy viên Bộ Chính trị mà vẫn giữ được chức Phó Thủ tướng thường trực trong nhiệm kỳ mới, thì việc này dẫn đến rủi ro cho chính phủ. Phó Thủ tướng thường trực lại không họp Bộ Chính trị để nhận chủ trương và từ đó có thể liên quan đến vấn đề về trách nhiệm và đồng thời quyền lực của Phó Thủ tướng thường trực cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Được biết, ông Trương Hòa Bình và ông Phạm Minh Chính là đối thủ của nhau cạnh tranh chức Thủ tướng trước Đại hội 12. Bây giờ hai đối thủ mà người thì làm trưởng và người thì làm phó thì công việc sẽ trở nên cản chân nhau. Đây là điều ngoài sự tiên liệu của ông Phạm Minh Chính. Trước mắt, ông Phạm Minh Chính là người tưởng như thành công mỹ mãn khi giành được chiếc ghế Thủ tướng, nhưng ông đang bị vấp phải viên đá tảng Trương Hòa Bình cản đường trong các công việc của chính phủ. Điều này cho thấy quanh ông Phạm Minh Chính vẫn còn kẻ thù rất nhiều, chứ không phải là ông đã loại bỏ sạch những nhân vật và vật cản trên đường sự nghiệp của ông ta. Đây là hình ảnh Trương Hòa Bình là Chí Phèo thành công. Thực ra, chức Phó Thủ tướng thường trực không nhỏ hơn chức Thủ tướng là bao nhiêu. Có thể thấy lực cản đối với ông Phạm Minh Chính là không hề nhỏ trong thời gian tới. Và trường hợp ông Trương Hòa Bình cũng chưa hề có tiền lệ. Trước đây là có trường hợp không trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng, đó là bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến rất Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 nhưng lại giữ chức Bộ trưởng đến ngày 22 tháng 11 năm 2019. Vì đến ngày đó bà mới hết tuổi để kỷ hưu. Đó là trường hợp Ủy viên Trung ương Đảng. Còn Ủy viên Bộ Chính trị nhưng Trung Hòa Bình thì chưa có tiền lệ như vậy bao giờ. Thực chất của việc vin vào cớ chưa đến tuổi nghỉ hưu là cái cớ để mà phe bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước đây hay phe của ông Trương Hòa Bình bây giờ muốn người của mình ngồi lì tại chỗ bất chấp bị phe kia phế truất. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người thuộc phe ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy ông Trương Hòa Bình là người thuộc phe nào? Câu hỏi này đang được dư luận đặt ra. Như thông tin đã đưa, người ủng hộ ông Trương Hòa Bình là Trương Tấn Sang. Tưởng rằng ông Trương Tấn Sang đã hết thời và sự ảnh hưởng không còn vươn xa được nữa. Tuy nhiên, qua việc giữ được chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực cho ông Trương Hòa Bình, ngay cả khi ông này đã mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị, thì cho thấy phe Trương Tấn Sang không hề yếu chút nào. Đây là hình ảnh ông trường hợp Trương Hòa Bình cũng chưa hề có tiền lệ. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng phá lệ cho mình để tạo suất đặc biệt thì cách làm này của phe Trương Tấn Sang cũng chẳng khác nào tạo suất đặc biệt cho ông Trương Hòa Bình. Trong trường hợp này cần phải đánh giá lại năng lực của cả Trương Tấn Sang cũng như Trương Hòa Bình. Cả hai đều không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Việc liên minh giữa Trương Tấn Sang và Trương Hòa Bình đã hiện rõ, nhưng liệu có họ có liên minh với nhau nữa hay không và còn có ai đứng đằng sau những nhân vật này? Và những nhân vật nào đã nhận lời liên minh với họ đều là câu hỏi rất lớn. Và ngoài ra, họ liên minh với nhau vì mục đích gì để làm đến như vậy? Đó là những bí ẩn mà thông tin tờ Thời báo.de thấy rằng cần phải phân tích rõ để phục vụ khán giả. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lo ngại thế lực của Phạm Minh Chính đang lên rất mạnh. Như đã nói nhiều lần tại bản tin trước, việc lấy gọn chiếc ghế Thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc cho thấy thế lực Phạm Minh Chính đang lên rất mạnh. Trong khi đó, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã để mất chiếc ghế Chủ tịch nước mà ông đã dày công, ủ mưu, lập cớ để cướp lấy thì đó là chuyện có thể thấy. Ông Trọng đã mất dần quyền lực, với lại tuổi tác ngày một cao, bệnh tình thì tái phát. Vì vậy, điều đó cũng dẫn tới việc giảm sút quyền lực là điều không hề tránh khỏi.
mà như mọi người đã biết, bản chất ông Nguyễn Phú Trọng là rất tham quyền cố vị. Vì vậy, việc xuất hiện nỗi lo Phạm Minh Chính vượt mặt trong suy nghĩ của Nguyễn Phú Trọng là điều dễ hiểu. Và để không cho Phạm Minh Chính vượt mặt thì ông Nguyễn Phú Trọng có thể chọn một trong hai cách làm. Cách thứ nhất là thâu tóm thêm quyền lực để ông Nguyễn Phú Trọng có quyền lực lớn hơn ông Phạm Minh Chính rất nhiều như 5 năm qua ông Trọng đã làm. Hoặc cách thứ hai là làm thế nào để hạn chế quyền lực của ông Phạm Minh Chính. Cách làm thứ nhất là ngoài khả năng của Nguyễn Phú Trọng, vì ở đại hội lần thứ 13 này ông Trọng đã để vụt mất chức chủ tịch nước, thì làm sao ông có thể tập trung quyền lực được để lớn mạnh hơn nữa. Vì vậy, chỉ còn cách làm gì đó để cản đường ông Phạm Minh Chính. Cách này khả thi hơn hết. Việc đấu đá công đình của Đảng Cộng sản Việt Nam rất phức tạp. Phe cánh biến đổi đến chóng mặt. Nay là bạn, mai là thù, rồi mốt lại thành bạn là chuyện hết sức bình thường. Ông Trương Tấn Sang từng đã liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng năm 2016, ông Trọng lại chỉ tạo suất đặc biệt cho mình ông và bỏ rơi Trương Tấn Sang. Bởi vì lúc đó, khi mà loại được Nguyễn Tân Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã quá thực dụng nên bỏ rơi người đồng đội cũ một cách lạnh lùng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng lo Phạm Minh Chính vượt mặt. Trò chơi chính trị là thế, tranh chấp vương quyền cũng là thế. Từ ngàn xưa, trò chơi vương quyền nó luôn khốc liệt và tàn nhẫn. Quyền lực khiến nó lòng tham con người trở nên mãnh liệt hơn tiền bạc. Trong trò chơi vương quyền tại nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, không ít người đã phải bỏ mạng hay những bệnh lạ mà chết bất thường. Không thể tham gia chính trường được nữa thì đó là chuyện bình thường. Từ năm 2014 cho đến nay, đã có nhiều mạng người đã phải ra đi vì trò chơi khốc liệt này. Những người có thể kể ra như ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, còn Đinh Đế Huỳnh là người bỗng nhiên trở nên mất trí nhớ và sau đó phải rời chính trường trong im lặng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đa mưu túc kế, thì ông Phạm Minh Chính cũng như vậy chẳng kém gì. Tuy nhiên, về kinh nghiệm chính trường thì có thể thấy ông Chính chưa thể bằng với ông Trọng được, và việc ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi được nước cờ hiểm để cản chân ông Phạm Minh Chính là trong tầm tay. Và tới thời điểm này thì dường như lại thấy tái hiện lại liên minh Sang Trọng. Như đã nói, liên minh Trương Tấn Sang Nguyễn Phú Trọng đã tan rã từ năm 2016. Chính vì lẽ đó mà việc ông Nguyễn Hòa Bình phải rời ghế Phó Thủ tướng Thường trực là điều dễ thấy. Được biết, sau đại hội đảng lần thứ 13, khối chính phủ có 9 thành viên không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong đó, 8 người hết tuổi tái cử gồm Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Như vậy là trong 8 người quá tuổi, nhưng có một người lại được giữ lại chức vụ cũ thì có khác nào trường hợp đặc biệt của ông Trọng đây. Tuy nhiên, ông Trương Hòa Bình không được thông báo suất đặc biệt công khai, nhưng đến phút 90 lại được suất đặc biệt biết điều. Thì điều đó cho thấy đấu đá công đình gay cấn đến phút chót, không điều gì là không thể. Đây là hình ảnh liên minh Sang Trọng lại tái hợp. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, lo sợ ông Phạm Minh Chính vượt quyền, ông Nguyễn Phú Trọng đã vội kết nối với Trương Tấn Sang để làm sống dậy mối liên hệ liên minh cũ. Mục đích là nhờ bàn tay của Trương Hòa Bình kìm kẹp Phạm Minh Chính. Như vậy, phe liên minh bây giờ không phải là hai mà là ba người, bao gồm Trọng, Sang, Bình cùng nhau chiến với Phạm Minh Chính. Và kết quả là Trương Hòa Bình được giữ lại chiếc ghế Thủ tướng Thường trực ngay ở phút thứ 90 của trận đấu. Việc này là của Trọng, Sang, Bình đã mang lại cái lợi cho cả ba. Tuy nhiên, chính liên minh và phút chót như thế này đã đẩy Trương Hòa Bình ở vào thế đối đầu cả với Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh. Với Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình là kẻ lì lợm, cản đường. Với Phạm Bình Minh thì Trương Hòa Bình đã cướp lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực tưởng như đã nằm trong tay của Phạm Bình Minh. Xem ra, việc làm chí phèo ăn vạ, không chịu giao chiếc ghế, Trương Hòa Bình đã gây hận thù, chuốc án với khá nhiều người trong lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021 với bản tin: Bị tước Ủy viên Bộ Chính trị,
Vì sao Chí Phèo, Trương Hòa Bình đã quyết bám ghế? Ai đã hậu thuẫn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.